Hello, xin chào các bác nhá. Tôi vừa mới thức dậy sau một đêm dài làm việc và ngủ từ sáng đến bây giờ là lúc tôi về là tôi bắt đầu tôi ngủ từ lúc 9 giờ. Và đến bây giờ là đã là tầm 3 giờ chiều rồi. Tôi vừa dậy và tắm rửa các cái. Ok, tinh tươm sạch sẽ rồi. Bây giờ là đến giải quyết đến cái nhu cầu ăn uống. Thì tôi đã có vừa pha cho mình một cốc sữa đây rồi. Uống vào để tiếp thêm cái phần năng lượng cho bản thân mình. Và bây giờ thì sẽ phải sang đến cái phần ăn. Mà ăn thì sẽ phải chuẩn bị thôi, bởi vì là cũng chưa có cái gì để mà thực hiện cái công việc cho vào mồm cả. Bây giờ tôi sẽ chắc là phải làm một cái món ăn, cũng chuẩn bị luôn cho cái bữa cơm tối trong gia đình tối nay. Chắc là tôi sẽ giới thiệu cho các bác một cái món ăn mà nói chung là đối với cái ngày hè nóng lực và gần cái mùa World Cup như thế này thì các bác có cái món này ăn và nhâm nhi một chút, thêm một cốc bia nữa để vừa ăn chúng ta vừa xem World Cup thì rất là hay và rất là tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cái món đó, chính là cái món cá chiên sủi, cá quả chiên sủi. Món này rất là tuyệt vời. Thì bây giờ để mà thực hiện được cái món ăn này thì xin mời các bác cùng theo tôi ra chợ để chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu thực hiện cái món ăn này để chúng ta chuẩn bị đón trận World Cup tối nay nhá. Tôi đã đi kiếm được một con cá rồi, tôi đã làm sạch tinh tươm tất cả mọi cái rồi. Bây giờ tôi sẽ lọc ra để tôi lấy toàn bộ cái thịt của nó. Bây giờ thực hiện tôi làm cái món cá chiên sù của tôi nhá. Sau khi mà mình đã lọc xong được cái cá này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ướp với nó một chút gia vị để cho cái cá của mình nó đậm đà hơn trước khi mình đem mình chiên nhé. Mình sẽ cho vào đây một chút hành băm nhỏ này, một chút xả này, một chút hạt lêm này, một chút bột ngọt nhé, một ít nước mắm. Không thể thiếu được các bác cho thêm cho mình một ít hạt tiêu. Sau đó thì các bác đảo đều tất cả các nguyên liệu lên. Chúng ta sẽ ướp đây trong vòng khoảng tầm 5 đến 20 phút cho các cái nguyên liệu cũng như là các gia vị của chúng ta nó thấm đều vào cái thịt của con cá. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đem chúng ta chiên nhé. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi nhé. Đây mình có một cái bát bột chiên giòn, mình cho vào đây một cái lòng đỏ trứng gà để cho cái bột của mình nó lên màu và giá nó sẽ thơm ngon hơn. Mình sẽ dùng cái bột này để mình chiên cái cá của mình nhá. Ngoài ra thì mình còn dùng thêm cái bột chiên giòn nữa. Đây, đây là cái bột chiên giòn của mình nhỉ. Tí mình sẽ sử dụng nó. Cá này mình đã ướp được khoảng tầm 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đem mình nhúng cái cá này vào cái bột này của mình. Sau đó mình cho sang cái bột chiên xù này để mình tắm nhá. Mình sẽ dùng cái cá đây. Cá mình nhỉ. Sau khi mà cái cá của tôi này, đấy, tôi đã tẩm bột xong tinh tươm rồi. Bây giờ tôi sẽ có một cái chảo dầu dưới này.
Tôi sẽ cho vào để tôi chiên nó lên. Này, chúng ta cùng thưởng thức nhá. Sau khi mà cái cá của tôi nó đã vàng ươm lên như thế này rồi, tức là nó đã hoàn toàn ok rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ra ngoài để thưởng thức xem cái kết quả của tôi nó sẽ như thế nào nhá. Xin mời các bác thưởng thức với tôi cái món này nhá. Tôi sẽ sử dụng cái tương ớt đi để tôi thực hiện cho cái món ăn này. Mời các bác cùng thử với tôi một miếng xem thế nào nhá. Tôi sẽ dùng miếng này đi. Đây, mời các bác đi. Có một cảm nhận này, cái vỏ ngoài bột của chúng ta ăn cực giòn, giòn tan luôn. Cái cá thì ăn rất là chắc, cảm giác rất là tuyệt vời. Và khi tôi ướp để lâu như vậy thì nó thấm đều tất cả các gia vị vào. Nên là ăn cái cá của tôi có một cái vị rất là ngon và thơm. Còn mấy cái giòn của bột nữa và cái cay cay của tương ớt nữa thì tuyệt vời luôn. Tôi thứ nhất là cái việc mà khi mà các bác nấu xong rồi chúng ta ăn ngay tại chỗ, cái đấy là cái tuyệt vời nhất. Đây, mời các bác. Tuyệt vời.
Bác sẽ dùng một cái đĩa tương ớt như này. Đó. Bác chấm luôn. Rồi chuyện là của bà không? Đó, thực sự đây là một cái món ăn rất là tuyệt vời. Nếu mà các bác có thời gian, cũng như là các bác có điều kiện thì bác hãy thực hiện cái món này. Chúng ta thử nhâm nhi một chút. Đối với bia thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ăn cơm để thưởng thức cái món này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ nha. Video đến đây của tôi là cũng tạm dừng rồi. Nếu các bác cảm thấy video của tôi hay thì hãy comment xuống bên dưới nha. Cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.